falla të vetën si as një tjetër se të këndësht e ndjenjat më tretën me ta falë të jetën të jemi i bashk të doje si unë nuk mundë e jo jo më duhet të ndjej më ndjecën të ndë të rjej shto ti që të mungë ti ti kënda një top shpirti Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lương Cà Phê. Thì tiếp tục cái mạch khai trương liên tiếp của Lương Cà Phê. Thì hôm nay tôi xuống khai trương địa điểm xe cà phê pha máy tiếp theo tại địa chỉ là 1831 đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè. Thì đây là một trong số những điểm xe mới của chúng ta đang rất là tiềm năng. Bởi vì địa điểm xe chúng ta nằm ngay cái tuyến đường huyết mạch nối từ Nhà Bè sang quận 7 luôn. Bình thường cái giờ cao điểm ở khu vực này đang rất là đông. Đó. Thì hiện tại thì địa điểm xe chúng ta mới khai trương ngày hôm nay luôn. Và đang có những cái chương trình khai trương và những cái chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Là chúng ta cùng vào xem địa điểm xe chúng ta ngày hôm nay khai trương như thế nào và cùng trò chuyện với chủ quán để tìm hiểu xem cái xu hướng về cái mô hình xe cà phê ba máy này ở Nhà Bè nói riêng cũng như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói chung hiện nay nó như thế nào nhá. Ok, mời các bạn cùng đồng hành với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây là chiếc xe chúng ta ngày hôm nay. Địa chỉ chính xác của nó là ở số 1831 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè. Hiện nay địa điểm xe chúng ta đang có chương trình khai trương đó là cà phê máy đồng giá 10.000 từ ngày 24 tháng 8 đến 26 tháng 8. Đây là con đường huyết mạch nối từ Nhà Bè sang quận 7 bên kia. Bây giờ là buổi sáng đây thì lượng phương tiện qua lại rất là đông. Đây là anh chị chủ quán của chúng ta. Ok, xin chào mọi người, thì đây là anh Trương, chủ quán địa điểm xe mới của chúng ta tại địa chỉ là 1831 Huỳnh Tấn Phát. Thì mình có thể là giới thiệu mọi người một số thông tin của mình về công việc cũng như là cho mọi người cũng biết đúng không anh? Mình là Nguyễn Quốc Trương, hiện tại mình đang làm việc shipper giao hàng. Thì không biết là em thấy thì cái từ cái ý tưởng nào hay là từ cái dự định nào mình là quyết định bán xe cà phê pha máy mang đi này? Thì mình thấy giờ giới trẻ cũng thích uống lại dạng cà phê pha máy, vậy mình cũng thích uống cà phê nên mình có ý tưởng là bán cà phê mang đi. Thì không biết là ở cái khu vực Nhà Bè này nói riêng mà cũng như là khu vực thành phố nói chung thì mình thấy cái tiềm năng của cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này nó như thế nào mà mình lại quyết định mình đặt chiếc xe này ở đây? Em thấy cà phê pha máy này nó thơm ngon hơn như phê cà phê phin truyền thống. Tức là mình thấy là cái cà phê này nó thơm ngon hơn, cái thơm hơn là cái cà phê pha phin truyền thống đúng không? Với lại bình thường là bây giờ em thấy cái khu vực mà giới trẻ họ bây giờ họ làm công ty, họ đi làm văn phòng nhiều nên họ cũng hay thường xuyên uống cà phê nên cái nhu cầu họ cũng tăng lên chứ không phải là như ngày trước là họ uống pha phin đúng không anh? Dạ đúng rồi, thấy giới trẻ thời đại 4.0 này khách hàng thì ta thấy chuộng hơn pha máy hơn. Dạ. Hơn là cái truyền thống. Dạ. Bình thường mình hay uống cà phê pha phin hay là cà phê pha máy này? Bình thường em cũng hay uống cà phê pha máy đi ngoài đường mua uống. Hay là bình thường là ở nhà mình có hay mua không hay là ở nhà thì không có máy thì mình pha phin uống đỡ. Ra đường là em hay uống phê máy. Vậy thì khi mà mình uống giữa pha máy với pha pin rồi thì mình cảm thấy cái sự khác biệt giữa hai cái loại cà phê này là như thế nào? Cà phê pha máy rang xay này nó thơm hơn, tại mình uống tới đâu mình xay tới đó nên nó giữ được hương vị nguyên chất của nó. Còn cà phê pin thì nó xay sẵn rồi mình để lâu, mỗi lần uống pha pin thì nó không có được thơm hơn. Không chất lượng hơn bằng. Đúng rồi. Tức là mình ở nhà mình uống mình cũng đâu có biết được là thứ nhất là mình không có máy xay nên họ thường là xay sẵn cho mình đúng không? Và chưa kể là mình cũng không biết là cái thành phần bên trong cái cà phê mà họ bán cho mình như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Cà phê máy thì nó nguyên chất hơn, chất lượng hơn. Dạ vâng. Thì không biết là lý do gì mình thấy đặc điểm của cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi nhượng quyền thương hiệu Lương này thì nó có gì khác biệt so với những thương hiệu khác mà mình là quyết định lựa chọn cái thương hiệu này?
thấy thứ nhất là cà phê bắt mắt, do một phần em cũng đã nếm thử qua là thấy thơm, ngon. Nên em quyết định chọn Lyon Coffee. Tức là mình thấy cái mô hình này nó nhất là nó bắt mắt. Và thứ hai là cà phê thơm ngon. Thì không biết là mình tới trực tiếp mình công ty mình thử cà phê hay là mình tới điểm xe của công ty mình thử. Mình tới tại công ty rồi xưởng rồi mình xem quá trình sản xuất và mà mình đã dùng thử. Sau khi mình lên công ty xong thì mình có ghé những địa điểm xe công ty không? Dạ chưa. Cũng chưa đúng không? Uống cà phê tại công ty cũng thử rồi, ở ngoài chắc cũng y chang thương hiệu cà phê Lyon, ở ngoài chắc cũng y chang vậy thôi. Rất là chứng tỏ là mình rất là tin tưởng vào cái thương hiệu này đúng không anh? Tin tưởng thương hiệu này. Cái đây em cảm ơn Thì có gì em chúc anh là không biết là cái ngoài cà phê ra thì địa điểm xe mình có những cái thức uống nào khác để mình giới thiệu với khách hàng của mình không? Và ngoài cà phê mang đi thì ra mình có bạch xỉu, có trà đào trà chanh xả và mojito phúc hồng tử và Việt Quốc. Tức là ngoài cà phê ra mình có những cái nước uống khác để cho khách hàng họ có thể lựa chọn nhiều hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Thì có gì em chúc anh là ngày khai trương Hồng Phát. Và sắp tới thì biết đâu nếu mà được thì mình có thể là mở rộng thêm những cái địa điểm xe khác của mình nữa. Em cảm ơn anh Trương nhé. Thì hiện nay cái cà phê pha máy nó không chỉ là cái xu hướng mà hiện nay nó đang phát triển lên thành cái nhu cầu tất yếu của thị trường hiện nay, nên cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này nó giải quyết được rất nhiều thời gian cho chủ quán cũng như là cho khách hàng. Bởi vì hiện nay khách hàng thì thường là họ rất là bận rộn nên họ không có nhiều thời gian ngồi lại quán, nên cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này khách hàng chỉ cần chờ chưa đến một phút là họ đã có ngay một ly cà phê pha máy đúng chuẩn. Và chưa kể là hiện tại thì địa điểm xe của chúng ta đang có rất nhiều những loại thức uống khác ngoài cà phê để cho khách hàng họ có thể lựa chọn và đa dạng hơn đó. Và khi bạn nhượng quyền, khi bạn mua combo xe cà phê và máy nhượng quyền thương hiệu của Lương Coffee thì bạn sẽ được học một khóa học pha chế miễn phí dành cho cái mô hình xe tại công ty của Lương Coffee luôn. Ok, bạn nào mà đang có nhu cầu thì cứ vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ với số hotline miễn phí của Lương Coffee. Lương Coffee sẽ liên hệ lại và tư vấn cho bạn một cách kỹ càng. Gây nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Lương Coffee và theo dõi Lương Coffee trong những video tới. Hẹn gặp lại các bạn. Të duje si unë ti, nuk mund e jo.